Chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi số 1 trang 46 cho sách giáo khoa sinh học 7. Đề bài: Sán dây có đặc điểm cấu tạo nào đặc trưng do thích nghi với ký sinh trong ruột người? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nhớ lại lý thuyết bài 12, một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp cho sách giáo khoa sinh học 7 trang 44. Trong đó, sán dây có thể dài 12 mét, gồm hàng nghìn đốt. Mỗi đốt chứa khoảng 50.000 trứng và sống ký sinh trong cơ thể người. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Đặc điểm cấu tạo của sán dây thích nghi với đời sống ký sinh trong ruột người. Đầu tiên là đầu sán nhỏ, có giác bám phát triển, giúp bám chắc vào môi trường ký sinh. Thứ hai là cơ thể dẹp, mảnh, dài, phân thành hàng trăm đốt, giúp cho sán thuận tiện chui rúc, luồn lách, đốt già mang trứng thuận lợi tách khỏi cơ thể. Thứ ba là ruột tiêu giảm, dinh dưỡng hấp thụ qua bề mặt cơ thể, nên chất dinh dưỡng có sẵn ở ruột người khuếch tán qua thành cơ thể, nên rất hiệu quả. Thứ tư, mỗi đốt là một cơ quan sinh dục lượng tính, các đốt già chứa đầy trứng, có thể tách rời khỏi cơ thể, từ đó sinh sản được nhiều và trứng dễ dàng được phát tán ra khỏi cơ thể vật chủ. Như vậy, hôm nay cô và các em đã trả lời xong câu hỏi số 1 trong 46 trong sách giáo khoa sinh học 7.